level 1 chúng ta học mang tính chất kiểu như là cái concept, level 1 ấy. Sẽ bài level 1 concept rồi background các thứ. Level 2 chúng ta học nhiều về valuation, định giá. Thì ở level 2 chúng ta sẽ học rất nhiều về những cái tính toán, hay học rất nhiều về tính toán. Còn level 1 thì là lý thuyết là nhiều. Thế còn level 3 thì là cái PM. Tức là thế này, các bạn học level 1 là coi như là có một kiến thức chung về tài chính để chúng ta có thể vào, nhảy vào bất kỳ một cái ngành, cái ngách nhỏ nào của tài chính một cách có cái cơ bản đấy. Valuation là dành cho những ai làm gọi là financial analyst. Đấy, analyst rồi valuation analyst các thứ. Thế còn ai mà học level 3 ấy thì cái tập trung của level 3 là portfolio manager. Portfolio manager như đã từng nói ở trong những cái môn khác thì là những cái người mà quản lý tiền của người khác, đúng không? Ví dụ các anh chị là CFA charter holder có kiến thức, có đạo đức. Thế thì người ta gửi tiền cho các anh chị, người ta có thể gửi hàng tỷ, hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ để cho chúng ta đầu tư. Đấy, thì chúng ta cầm nắm một cái danh mục như vậy cho đầu tư cho họ thì chúng ta là cái người portfolio manager. Thì lên level 3 chúng ta học phải đến 50-60% cái trọng số là liên quan đến cái portfolio management. Thế còn ở level 1 này chúng ta học một cách được tính toán, một cách công nhân kỹ thuật thôi. Chứ còn level 3 thì nó sẽ là những cái bài toán thực tế liên quan đến từng case cụ thể hơn. Ở đây thì bài 3940 chúng ta đi vào bài 3940 nhé. Nào xem chúng ta học đã biết những cái gì rồi và chưa biết những cái gì rồi. Thì level 1 thì portfolio management đơn giản lắm. Tôi nghĩ rằng là nếu các anh chị nào học về tài chính thì chắc là cũng học ở trong trường đại học thôi. Học rồi thôi. Ở đây chúng ta sẽ tập hợp lại rồi tổng hợp lại một chút nhé. Thứ nhất là ôn tập lại những cái return measures, tức là những cái đo lường về về lợi nhuận, vì chúng ta học về return về risk mà. Lợi nhuận thì ở đây những cái khái niệm này chúng ta học hết ở trong môn quan rồi. Thế còn anh chị nào mà chưa học môn quan thì xin mời quay xem lại cái video của môn quan giúp tôi. Nên chỗ này tôi sẽ đi nhanh thôi chứ tôi sẽ không giải thích lại kỹ nữa như ở trong môn quan nữa, đúng không? Đấy, cái thứ nhất là cái holding period return. Cái khái niệm này thì không có vấn đề gì cả. Nó đơn giản thế này thôi. Đó là nếu mà anh chị đầu tư P0 này, ở năm ở số 0 các anh chị mua cái cổ phiếu giá P0 sau một thời gian thì các anh chị bán được với giá PT và được nhận cái cổ tức chẳng hạn. Thế thì cái holding period return nó được tính là bằng gì? Là bằng PT này cộng với cả dividend. Dividend tại cái thời điểm T đấy. Và giả sử nó chỉ có một kỳ thôi nhá, chứ nó không có nhiều thời gian, nhiều quá trình trả cổ tức các thứ ở giữa chừng ấy. Đó thì chúng ta trừ đi P0 đấy chính là cái lãi của chúng ta, là chúng ta chia cho P0. Chia P0. Nhớ rằng là nếu mà T này là 3 tháng chẳng hạn, nếu đây là 3 tháng. Ví dụ đây là 100 đô và đây là 120 đô cộng với cổ tức 3 đô chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ có cái holding period là bao nhiêu? 120 cộng 3 trừ 100 là lãi được 23 đô chia cho 100. Ví dụ đây là 23%. Nhớ rằng là 23% này không phải là per year mà là per 3 month, đúng không? Per 3 month, cho nên gọi là holding period là như vậy. Tức tôi nắm giữ trong 3 tháng thôi. Thì đây là cái return trong vòng 3 tháng của tôi. Còn nếu mà chúng ta muốn annualize nó thì xin mời lại ôn lại cái bài số 2 ấy, cái bài application ở trong môn quan ấy. Analyze theo phương pháp gọi là hiệu quả effective nhất thì các bạn phải ra được cái effective annual rate hoặc là annual yield. Thế còn lười một lười hai lười ba lười đấy thì đấy là cái nội dung của môn quan. Analyze return thì ok tôi nói rồi, các bạn có thể nếu mà effective nhất thì các bạn có effective annual yield chẳng hạn. Effective annual yield thì nó bằng một cộng với cái holding period return hoặc là yield. Này, cái này mình gọi là holding period yield hoặc là holding period return. Đúng không? Yield cũng được mà return cũng được. Thế còn EAY là effective annual yield thì nó sẽ bằng 1 cộng SPY chia cho 365 chia cho cái số ngày, cái number of days của cái holding period đấy. Đó. Cho nên các bạn có thể ghi là holding period days cũng được. Để chúng ta đếm xem một năm có bao nhiêu kỳ, để xong các bạn trừ đi một. Thì cái này gọi là analyze return. Analyze theo kiểu effective nhé. Chứ còn một lười thì kiểu khác. Dễ rồi. Tiếp theo là mấy cái trung bình. Cũng học trong môn quan hết cả rồi. Arithmetic mean return. Thì nếu mà có N cái return cho N năm. Đấy, cổ phiếu này nó đã chạy 20 năm rồi. Mỗi năm nó có lợi nhuận lần này lần kia, return lần này lần kia. Thế thì trung bình lợi nhuận sẽ bằng 1 phần N của các cái R1 cộng chấm 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 cộng RN thôi. Trung bình cộng. Arithmetic là trung bình cộng. Thế còn trung bình nhân là gì? Trung bình nhân là bình thường nhé. Trung bình cộng là A cộng B cộng C chẳng hạn chia 3.
Còn trung bình nhân sẽ là căn bậc 3 của A nhân B nhân C, đúng không? Thì đây cũng thế, nếu trung bình cộng là R1 cộng R2 cộng R3 vân vân chia N, thì đáng nhẽ mình hay nghĩ là trung bình nhân sẽ là R1 nhân R2 nhân chấm 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 nhân RN, đúng không? Xong rồi căn bậc N ra. Tuy nhiên khi nói về lợi nhuận, thì nó lại có cái yếu tố là compound và có cái yếu tố là cái gì nhỉ? Cái tiền gốc. Cho nên là khi nói về trung bình nhân return, geometric mean return, ở đây thì chúng ta nhớ rằng là một cộng với cái trung bình đó, tôi gọi là R, R ngang là trung bình đấy nhé. Mũ N thì nó sẽ bằng một cộng R1 nhân chấm 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 nhân với cả một cộng RN. Vì thế cho nên công thức của cái trung bình geometric mean return ấy thì nó được tính là gì ạ? Thì nó được tính là cái R ngang này này sẽ bằng căn bậc N của cái tích số đấy và các bạn trừ đi một. Nhớ không? Tức là có thêm một cộng, thêm thành thành phần một cộng, bởi vì đấy là chính là tiền principal ban đầu. Các bạn có R bằng 3% cộng với 1 đô la principal ban đầu, các bạn sẽ có 1.03 đô chẳng hạn, 1.03 trong một năm. Đấy, cho nên đây là trung bình nhân, cái này cũng học rồi nốt. Một cái cũng học rồi nữa đó là money weighted rate of return. Money weighted rate of return. Chúng ta có nhớ trong cái bài gì chúng ta học có hai cái loại loại weighted rate of return không? Portfolio return đấy. Một là money weighted, hai là gì? Quên mất rồi à? Đúng rồi, một cái là time weighted, Đấy chính là cái bài toán mà các bạn nhớ không, là chúng ta có giá của cổ phiếu ấy 100 này, 120 này, 130 và chúng ta có dividend per share là 2 đô rồi 2 đô đấy. Đúng không? 2 đô và cái gọi là time weighted return ấy, thì nó chính là cái geometric. Geometric tức là chúng ta tính từng cái return của từng thời kỳ ra và sau đó thì chúng ta lấy cái trung bình nhân của nó thì nó gọi là time weighted return. Thế còn cái money weighted return là chúng ta tính xem cho là mua bán như thế nào. Thì ở đây phải có thêm thông tin là ví dụ như ở thời điểm số 0 các bạn mua thêm bao nhiêu đấy. Các bạn mua một cổ chẳng hạn. Thời điểm số 1 các bạn mua thêm một cổ và thời điểm số 2 các bạn bán hai cổ chẳng hạn. Đấy thì sau đấy các bạn sẽ tính được cái cash flow và các bạn tính cái sau cái cash flow các bạn nhập trong vào dòng vào máy tính cái chữ CF và sau đấy các bạn tính ra IRR. Đấy thì cái này gọi là money weighted bởi vì nó dựa vào cái việc các bạn mua bao nhiêu bán bao nhiêu, tức là tính được cái dòng tiền ra thì mới tính được cái IRR. Đúng không ạ? Thì lần trước chúng ta học ấy, trong môn quan, cái này cũng trong môn quan đúng không? Là gì, là trong thực tế thì các cái portfolio manager người ta sử dụng cả hai cái loại lãi suất trung bình này, nhưng nó phụ thuộc vào cái việc cái anh portfolio manager anh có control được cái cash in với out hay không. Đấy, nếu mà anh ta hoàn toàn không control được cash in hay out thì mình đánh giá anh ta bằng cái gì ạ? Bằng geometric, bởi vì nó không không liên quan gì đến tiền ra vào, không phải lỗi lầm của anh ta. Đúng không? Đúng rồi, không phải lỗi lầm của anh ta, chứ phải dùng time nếu anh ta không control cash. Thế còn nếu anh ta control cash, tiền ra vào, ví dụ như những cái quỹ quỹ đóng chẳng hạn, quỹ đóng thì tiền mua tiền bán cổ phiếu mua bán bao nhiêu là quyết định của anh ta, đúng không? Anh ta control cái cash đấy. Thế thì phải cần sử dụng cái money weighted return để mà đánh giá người ta. Đó, thì đấy là cái chúng ta đã học ở trong môn quan, thì tôi đi rất nhanh thôi. Nếu các anh chị có chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi thì tôi sẽ giảng lại. Ok chưa ạ? Vậy là geometric mean và chính là time weighted, là money weighted thì chính là IRR. Viết tắt đây, đây là mấy cái từ viết tắt money weighted return với IRR. Rồi, dễ nhá. Tiếp là gross versus net return. Thì cái gross ở đây trong đầu tư danh mục thì cái net return nó chính là bằng gross trừ đi những cái chi phí như là management and admin fee. Gross, net, net là bằng gross trừ đi management and admin, administration fee, phí quản lý đấy. Ví dụ như là bạn gửi tiền cho portfolio manager 100 tỷ chẳng hạn, 100 tỷ và người ta lấy cái phí quản lý là ví dụ
2% hoặc là 1% gì đấy dựa trên cái tổng tài sản các bạn. Thế là cứ mỗi năm các bạn bị trích ra 1% hoặc 2% dựa trên cái phí quản lý đấy. Có cái quỹ là Passion Investment ở trên ở Việt Nam do một một bạn bạn ấy cũng là CFA cũng trước cũng khá là thân quen đấy. Passion Investment, cái quỹ ở trên thị trường Việt Nam này thì nó có hai hình thức. Một là người ta lập một cái quỹ Passion Investment và hai là một cái công ty gọi là Hestia. Thì Passion Investment là cái hình thức mà kiểu như ủy thác ấy, là các bạn đưa 100 tỷ cho họ, họ đầu tư chẳng hạn. Thế thế thì họ không lấy phí. Thì nhưng mà khi mà tất toán thì họ sẽ lấy trên cái phần lãi so với cả vượt lên vượt trội lên so với cả ví dụ như là so với cả gửi tiết kiệm chẳng hạn. Ví dụ như gửi tiết kiệm các bạn được 6% mà năm đấy lãi được 40% chẳng hạn. Như vậy là phần vượt lên trên này là 34% thì họ sẽ ăn 30, họ lấy 30% của cái 34% này, còn bạn sẽ lấy ăn 70% của cái phần lợi nhuận 34% này. Thế thì cái này nó không có management fee. Đúng không? Nó ăn cái phần performance thôi, performance. Thế nhưng mà Hestia ấy, Hestia là một cái hình thức hơi khác một chút, cũng cùng là chủ đấy. Thì Hestia một cái công ty cổ phần, thì khi các bạn có 100 tỷ thì các bạn mua cái cổ phần của công ty Hestia này, và công ty Hestia một cái công ty đầu tư và nó đem những cái tiền của bạn đi đầu tư mua những cái cổ phần cổ phiếu nắm giữ bên phần tài sản. Thế thế thì cái tài sản này coi như là của bạn, coi như của bạn theo một cái tỷ lệ phần trăm của 100 tỷ của bạn, và lời lãi là cũng sẽ các bạn được hưởng. Tuy nhiên các bạn sẽ phải nộp cái phí là phí management fee, bởi vì chẳng người ta không có tự nhiên bỏ cái thời gian công sức với cả chất xám của người ta miễn phí đi đầu tư tư thuê các bạn vẫn sở hữu tài sản là những cái cổ phiếu các bạn thôi, đúng không? Đó thì họ sẽ lấy một cái phí ví dụ như 2% gì đấy một năm, cứ mỗi năm quản lý là 2%. Cho nên là có những cái quỹ mà cái size của nó rất là lớn đấy, thì riêng cái phần management fee của nó rất là cao, nên là những cái người mà quản lý đấy là nếu người ta nhân được cái size lên thì rõ ràng là cùng một cái công, cùng là đầu tư vào cổ phiếu ABC các thứ thì nó lãi được rất nhiều tiền hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái khác biệt giữa cái gọi là gross với cả cái gọi là net, thì nó không quá khó nhé, là chúng ta trừ cái phí đi thôi. Còn phí admin thì dễ hiểu rồi, ví dụ như chúng ta phải có những cái nhân sự hay các thứ gì đấy này kia vân vân đó. Cái tiếp theo là pre tax versus after tax nominal return. Lên level 3 chúng ta sẽ phải tính toán rất nhiều, còn ở đây thì chúng ta đơn giản thôi. Pre tax là sao? Đó là cái lợi cái cổ phiếu vừa rồi, tôi ví dụ như là nó cho chúng ta 23% lợi nhuận đúng không? 23% lợi nhuận. Cái cổ phiếu tôi lấy ví dụ là mua giá 100 đi, xong lúc sau giá 120 và có 3 đồng cổ tức đấy, đúng không? Thế thì 23% này là gì? 23% này theo các bạn là gì? Mua giá 100 nhá. Xong một thời gian sau cổ phiếu tăng giá lên 120 và trả cổ tức 3 đồng nữa. Tính ra là bạn có 23% đúng không? 23% này là gì? Là pre tax. Ừ là holding period nhưng mà nó là pre tax. Đúng không? Nó là pre tax chưa trả thuế. Nếu các bạn mà trả thuế thì tức là phải trả thuế gì ạ? Các bạn cẩn thận, các bạn phải trả thuế đấy. Tất nhiên ở Việt Nam mình thì nó đơn giản hơn, nhưng mà ở nước ngoài thì nó sẽ chia ra như này. Ừ, thuế thu nhập, đúng rồi. Các bạn có hai nguồn thu nhập. Ví dụ cái 20 đô này là thu nhập loại gì các bạn biết không? Capital gain. Đúng không? Capital gain. Còn 3 đô này là dividend. Và ở nước ngoài thì thông thường họ đánh thuế hai mức thuế suất khác nhau cho hai cái loại thu nhập này. Thông thường họ sẽ đánh thuế cho dividend là cao hơn so với cả thuế capital gain. Bởi vì dividend nó giống như là một cái mà anh rút ra khỏi cái khoản đầu tư đấy, anh chi tiêu luôn hàng năm. Thế còn capital gain là một cái đầu tư dài hơi hơn. Các bạn sẽ để lại ở trong cái cổ phiếu đấy và nó sẽ tăng trưởng dần dần lên. Vì thế nên chính phủ thông thường người ta khuyến khích long term investment. Cho nên người ta sẽ khuyến khích là các bạn để lại để có capital gain. Và vì thế cái 20 đô này thông thường sẽ được đánh thuế ít hơn so với cả cái 3 đô, cái tỷ lệ thuế đấy là thấp hơn, thuế suất là thấp hơn so với cả cái dividend. Các bạn nhớ học corporate finance có học cái gì nhỉ? Một con chim trên tay à? Bird in hand không? Không học ở đây thì học ở chỗ khác đúng không? CV có thể không dạy cho chúng ta. On bird à? On hand hay in hand nhỉ? Một con chim ở trên tay thì what more than two in the bush không? Có nhớ cái câu này không? Một con chim ở trong tay thì hơn là hai con chim ở trong bụi. Để chúng ta chưa có bắt được.
Cái câu này ám chỉ cái gì trong hoàn cảnh này đây? Câu này chính là nói về cái việc là chúng ta thích dividend hay là thích capital gain đấy, nhớ không? Bởi vì nếu mà các bạn thích dividend, có nghĩa là sao, là công ty sẽ phải rút tiền ở công ty ra trả cổ tức cho các bạn, thì nó sẽ giảm cái cơ hội tăng giá ở trong tương lai, nó giảm tái đầu tư đi, giảm cơ hội tăng giá trong tương lai, tức là capital gain của các bạn sẽ bị giảm xuống. Nhưng nếu các bạn nhịn ăn dividend ngày hôm nay nhá, thì công ty có được tiền giữ lại và tiếp tục tái đầu tư thì nó sẽ tăng giá trị ở trong tương lai. Cho dividend với capital gain này này, người ta gọi là có một cái sự trade off, tức là sự đánh đổi, một sự đánh đổi không. Nên có những cái lý thuyết trường phái là các bạn thích cái gì, các bạn thích dividend hay là thích capital gain đấy. Người ta bảo rằng là nên nhịn ăn ngày hôm nay, nhịn dividend ngày hôm nay để mà có cái capital gain, bởi vì capital gain nó sẽ lớn hơn, để công ty còn tái đầu tư nó sinh sôi nảy nở nhiều hơn mà. Trên capital gain này thường nó giống như là hai con chim ý, thế còn dividend thì nó chỉ là một con chim thôi đấy. Nhưng mà có những trường phái khác bảo là không, tôi thích một con chim ở trên tay, bởi vì sao, bởi vì dividend là tôi ăn luôn ngày hôm nay, chứ còn gain trong tương lai, capital gain chắc gì đã gain, nhỡ công ty này lại lỗ chỏng vó rồi nó mất tiền các thứ này kia thì sao. Cho nên người ta coi hai con chim của capital gain là giống như hai con chim ở trong bụi, tức là nó còn mơ hồ, nó còn chưa có nằm trong tay, nó chưa chắc chắn nó trong tay chúng ta. Đó, thì vì thế cho nên là cái dividend với capital gain nó có cái sự đánh đổi ở đây nhé. Thì nhân tiện nói về thuế thì nhắc lại cho các bạn một số những kiến thức ở trong môn corporate finance thôi. Và nó liên quan đến cái khái niệm one bird in hand. Đó. Thì ám chỉ cái dividend và two birds in the bush là ám chỉ cái capital gain. Thế còn ở đây một cái lý thuyết nữa mà nó liên quan đến việc anh thích cái gì hơn ấy. Đấy, người ta thích capital gain hơn bởi vì capital gain có thuế suất là thấp hơn. Capital gain là thuế suất thấp hơn đấy. Sau đó chỗ này nha, các bạn chú ý rằng là thuế thì đánh trên những cái khác nhau. Tax on capital gain này, on dividend này, thì thông thường là cao nhé, thông thường là cao. Đó, là cao hơn. Rồi đánh trên interest nha. Đánh trên interest, nếu chúng ta đầu tư trái phiếu đúng không, đánh trên interest. Rồi đánh trên capital gain là khác nhau. Mà capital gain lại còn chia nữa nhá, là cái capital gain lâu năm, ví dụ như gain từ việc anh để đấy 5 6 năm rồi mới được chẳng hạn, thế là long term. Đấy, còn có những capital gain là ngắn hạn thôi, mới có 3 4 tháng mà đã gain rồi. Thì thông thường là càng để lâu thì thuế suất càng gì? Càng thấp nha, lower tax. Đấy, nhà nước khuyến khích dân tình tiết kiệm mà. Tiết kiệm đầu tư. Đấy là pre-tax với cả after-tax rồi. Thế đây là thuế thu nhập cá nhân này. Nếu mà nhà đầu tư cá nhân thì đây là thuế thu nhập cá nhân. Đúng rồi. Thu nhập cá nhân. Sau đó thì đến nominal với cả real thì cũng dễ này. Nominal đây là danh nghĩa và real thì là lãi suất thực. Rất dễ thôi. Tôi ví dụ có như này là tôi có R nominal bằng 7% và tôi có lạm phát là bằng 2%. 2%. Lạm phát của mình thường khoảng 4%. Có những cái thời gian ngày xưa hàng trăm phần trăm ấy, cái thời mà chuyển từ tiền hào, tiền đồng xong rồi sang tiền trăm đồng rồi các thứ đấy, có những năm hàng trăm phần trăm rất khủng khiếp. Thế còn bọn Tây lạm phát là 3%, đối với chúng nó đã là đáng báo động rồi. Vậy thì ví dụ inflation là 2% nhé, thì real được tính như nào? The real có hai cách tính, một cách tính gọi là xấp xỉ thôi, approximate thôi, approximate với cái đó là approx nhé. Họ tính đơn giản là bằng cách lấy 7 trừ 2 bằng 5%. Đây là cách tính xấp xỉ. Còn cách tính chính xác này là áp dụng cái công thức hình như tôi gọi là Fisher, sao Fisher. Thì công thức đấy là gì? Là 1 cộng với R real nhân với 1 cộng lạm phát thì bằng 1 cộng nominal. Bởi vì nó có tác động qua lại với nhau nữa. Đây mới là công thức chính xác này. Thì từ đây các bạn suy ra
là cái R lãi suất thực ấy, nó bằng 1 cộng 7% đúng không, chia cho 1 cộng 2% lạm phát và trừ đi 1, 4.9 thì lấy gì cả, tính lại cho nó chắc chắn, 1.07 chia cho 1.02, 4.902%, 4.9 nhá, là 1.9% đấy, xấp xỉ. Vậy các bạn tính 5 cũng được, là approximate. Các bạn tính 4.9 được, là công thức chính xác hơn. Được chưa? Có vấn đề gì không ạ? So far. Tiếp theo là leverage return. Leverage return ý. Dùng cái từ leverage là chúng ta hiểu rồi. Leverage tức là gì? Leverage tức là đòn bẩy. Nhiều khi nếu mà nó díu và các bạn kẻ một cái đường thẳng để ngăn cách giữa phần này phần kia nhé. Leverage là đòn bẩy. Như vậy chúng ta sẽ cần sử dụng cái leverage return này trong trường hợp chúng ta có đòn bẩy. Ví dụ là các bạn sử dụng phái sinh, đúng không? Học phái sinh rồi. Và thứ hai là chúng ta có thể đầu tư bất động sản nhưng mà có đi vay, đó, borrow, real estate, bất động sản, các bạn đi mua một cái căn nhà rồi các bạn cho thuê, đấy. Thì giờ chúng ta sẽ tính cái gọi là leverage return của nó, ví dụ như sau này, thì cái leverage return này cơ bản là ví dụ nhá, tôi ví dụ một cái ví dụ về derivative đi, hay futures đi, VN30 futures đúng không, cái chỉ số của mình VN30, 30 cổ phiếu đấy, tôi ví dụ là cái value của nó là một hợp đồng nhá, một contract, value của một contract. Tôi ví dụ tôi lấy cái chỉ số là 900. Đó, các bạn nhân với 100.000 à. Đúng không? Thì một hợp đồng nó có giá trị là 90 triệu. Hợp đồng có giá trị là 90 triệu. Thế bây giờ cái VN30 tôi ví dụ như là nó tăng 30%, tăng 30%, đấy, tăng 30%. Thế thì lãi của chúng ta là 30%, đúng không? Đúng hay sai? Tôi có một cái return là 30%. Tức là toàn bộ thị trường nó tăng giá lên 30%, 30% tức là chỉ số này từ 900 mà tăng 30% nó biết bao nhiêu nhỉ? 1.170 gì đấy đúng không? Lớn phết đấy, 30% là rất nhiều đấy. 27 mà 117 đúng rồi, 1170 tăng 30% lên. Thế nhưng các bạn chú ý rằng là các bạn được lãi 30% trên 90 triệu đúng không, return các bạn là 30% nhân 90 triệu, tôi không biết là bao nhiêu tiền đấy, 27 triệu, 27 triệu. Thế nhưng khi người ta hỏi các bạn là return có phải 30% không, có vẻ các bạn được một cái mức lãi 30% không, không phải đâu. Bởi vì sao? Cái 27 triệu này là lãi tính bằng đô la đúng không? Tính bằng tiền các bạn phải chia cho cái số tiền các bạn đầu tư ban đầu chứ. Thì khi các bạn mua futures, các bạn đâu có bỏ ra 90 triệu đâu. Các bạn bỏ ra cái gì ạ? Các bạn bỏ ra cái phần initial margin thôi. Đó. Thế thì nếu mà khi chúng ta tính cái lãi thực sự, lấy cái 27 triệu này chia cho cái số initial margin ý, mười mấy phần trăm đúng không? Thì nó gọi là leverage return. Leverage return được tính là bằng 27 triệu chia cho cái số tiền đầu tư ban đầu, cái initial margin. Có khi thành mấy trăm phần trăm đấy, đúng không? Nếu mà initial margin các bạn bỏ ra có 15% thôi chẳng hạn, 13% đi, đúng không? Initial margin tôi ví dụ là 13%. Đấy, 13% của 90 triệu.
Thì cứ cho cộng các kiểu vào là 15 đi, cộng các cái phí các thứ do các cái công ty môi giới nó tính toán thứ, 15% nhân 9 triệu là bao nhiêu? 15 nhân 9 có 13 triệu rưỡi à? Đấy thì các bạn lãi là lãi 200% đấy chứ không phải là 30% đâu. Đúng không? Đó, thì suy ra cái này là leverage return các bạn là 200%. 27 trên 13.5 mà là 200%. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, cho nên là thị trường tăng 30 thôi. Nhưng mà do anh dùng đòn bẩy. Nên là cái này mới gọi là đòn bẩy mà. 7 lần đấy. 7 lên được gần 7 lần, 7 lần gần 7 lần đúng không? Thì là các bạn lãi được 200%. 7 lần nhân 30% mà. Gần 7 lần nhân 30% các bạn lãi được 200%. Trên leverage return ấy là cái return mà chúng ta chia cho cái cash over cái cash investment ban đầu. Đó. Đấy, thì các bạn ghi ví dụ vừa rồi là phải chia cho cái cash investment initial, tức là cái cash investment chứ không phải là cái giá trị mà các bạn đầu tư. Chia tức là over cash investment. Chứ phải cái value ban đầu nó tăng được 30 hay gì đâu. Động sản thì còn rõ nữa rồi. Tôi ví dụ như là thấy bây giờ đất nền Thủ Thiêm hay gì đấy tăng sau vài tháng, hoặc là đất Phú Quốc có một thời gian tăng gấp đôi, gấp ba, gấp bảy, gấp tám gì đấy đúng không? Thế thì cái lãi bình thường các bạn nói là gấp 3 lần đi, ví dụ là giá tăng gấp 3 đi, tức là các bạn lãi được 200% à, đúng không? 200% tức là các bạn bỏ một, thì xong giá nó tăng lên 3 các bạn lãi 200%. Thì tuy nhiên nếu mà cái tiền này mà các bạn lại đi vay nóng được ngân hàng mấy tháng ấy, đấy, vay được 70%, mình chỉ bỏ ra 30% thôi mà vay 70%. Thế thì chúng ta phải chia ấy, cái số tiền ví dụ 1 tỷ thành 3 tỷ này, thế thì chúng ta lãi là lại 2 tỷ, thì chúng ta chỉ lại 2 tỷ này chúng ta chỉ tính cái lợi nhuận ấy. Thì chúng ta chỉ chia cho cái 1 tỷ mà chúng ta đi vay được 700 triệu, chúng ta chỉ bỏ ra có 300 triệu thôi. Thì các bạn phải tính cái leverage này là hàng mấy trăm phần mấy mấy phần trăm đấy, gần 700%, gấp gần 7 lần, hơn gần 7 lần là 700% chứ không phải là 200% như thế này đúng không? Thế thì gọi là leverage return, nó liên quan tới cái mình vay mượn mình sẽ lãi nhiều. Tất nhiên cái việc vay mượn đấy nó sẽ có cái yếu tố ngược lại, chứ phải lúc nào nhìn nó cũng hào nhoáng đẹp đẽ như vậy. Đúng rồi, các bạn trừ đi lãi trả ngân hàng nữa, trừ lãi trả ngân hàng thì sẽ ra cái return đấy. Hoặc còn nếu không chúng ta mà đi vay được hàng xóm hoặc là bố mẹ chẳng hạn thì 1-2 tháng thôi thì nó hầu như là không có lãi, và họ lãi rất là thấp, để nói là lãi rất là thấp. Ok nhá, đấy thì đấy là leverage return. Thế còn cái khái niệm cuối cùng trong cái đống này, nó cũng không nằm trong loss A này đâu, nhưng nó nằm nơi khác, tôi cứ đưa vào đây luôn. Đó là portfolio return. Portfolio return thì không có gì cả. Đó, nếu mà chúng ta có nhiều cổ phiếu thì trong một cái danh mục, thì cái return của danh mục đấy nó được tính là bằng tổng của các cái trọng số Y và return Y thôi. Với Y chạy từ 1 cho tới cái number of stock N nhé. N stocks in danh mục, in portfolio. Cái này chúng ta cũng học trong môn quan rồi, nó không có vấn đề gì, có trọng số thôi. Kiểu như này thôi nhé, bạn nào mà chưa tưởng tượng được cái nó như này, tôi nghĩ phần lớn chúng ta đều tưởng tượng được thôi. Các bạn có 500, các bạn có 7, 400 tỷ đi, đầu tư vào cổ phiếu A nhé, không phải chép đâu, 600 tỷ đầu tư vào cổ phiếu B. Cổ phiếu A nó cho chúng ta lợi nhuận 20%, cổ phiếu B nó cho chúng ta lợi nhuận 10% chẳng hạn. Đấy. Như vậy tổng cộng các bạn có bao nhiêu tiền của cái portfolio, lãi được bao nhiêu đúng không? Thì 400 tỷ nhân với 20% là lãi được bao nhiêu nhỉ? 80 tỷ à? Lãi được 80 tỷ. Thế còn anh B này thì 10% nhân 600 tỷ là 60 tỷ đúng không? Như vậy có tổng cộng 140 tỷ. Như vậy cái lãi của portfolio là 140 tỷ chia cho 400 cộng 600 là chia cho 1.000 tỷ. Thì là bằng 14%. 14%. Thế 14% này chính là gì? 14% này chính là 20% là của anh A nhân đến trọng số là 4 400 phần 1.000 đấy, 1.000 là tổng danh mục 1.000 tỷ đấy. Đấy, còn và 10% nhân với 600 tỷ chia cho 1.000 tỷ danh mục.
Đấy, tức là cái này là trọng số W này của cổ phiếu A là 0.4. Còn đây là trọng số cổ phiếu B là 0.6. Đúng không? 20% nhân 0.4 là 8, 10% nhân 0.6 là 6. Như vậy 8 cộng 6 là 14%. Đó, thì công thức này nó không có vấn đề gì cả, nó rất cơ bản thôi, nó là toán học rất cơ bản. Đấy, còn nếu chúng ta không tưởng tượng được thì chúng ta viết cái ví dụ như tôi vừa nói.